Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất cao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 để dự chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, là thạc sĩ quản lý kinh tế, trưởng thành từ khối doanh nghiệp nhà nước, Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Đình Khang luôn thể hiện là cán bộ trẻ có bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, không chùn bước trước khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để trau dồi rèn luyện thử thách. Bộ chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Đình Khang với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Đảng đoàn và toàn thể cán bộ đảng viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cương vị công tác mới nhất là trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trước những thách thức mới nảy sinh trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới